Dạ rồi, hello em, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Thầy Nhật Bảy của em nha. Clip này thì clip thứ ba nha anh em. Nó cũng chọn cho anh em được một bộ chìa khóa nữa nha. Nó đầu miệng có, miệng dòng có ha, dòng có ha. Rồi thì bộ này em bán với giá là 270.000 anh em. Anh em chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Đó thì combo này em bán combo ha, 270.000 ha. Còn anh em nào nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship ha. Còn chuyển khoản đủ em sẽ bao ship. Thì anh em chốt thì nhắn cho em clip 3 ha. Rồi, đầu tiên vô chi tiết từng món nè. Nó combo nè, gồm một cây kìm voi chéo ha, dài 15 nha anh em. Đó, giờ một cây mổ lết xây 200. Đó, còn cái 19, 22 nè. 10, 14 nè. 14, 17 ha. Rồi 17, 22. 14, 17 dòng nè. Rồi 17, 21 dòng ha. 19, 21 dòng nè. Rồi 21, 23 nè. Đó, rồi một cái chì 22 nè ha. Rồi số 24, 27 nè ha. Rồi 27, 30. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đó, 13 số. Tính ra mỗi số chỉ có 20.000. Rồi, anh em mua thì chốt thì mã số clip thứ 3 ha. Đó, em bán là 270 anh em. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. Rồi, em xin kết thúc clip nha anh em.